Tiếp tục hành trình nhân ái, chiều nay đã có thêm 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Việt Yên và Yên Thế đã nhận được tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm thông qua quỹ Tấm lòng vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng số tiền này. 11 hộ nhận được tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm đợt này gồm gia đình em Trần Lê Mai, thôn Suối Dọc, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế và 10 gia đình nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Minh, huyện Việt Yên. Trong đó, hoàn cảnh của em Trần Lê Mai là đặc biệt khó khăn. Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa. Mai chỉ biết dựa vào bà ngoại 85 tuổi, mắc bệnh Parkinson. Bản thân Mai năm nay mới 18 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh ung thư mắt và u xương ác tính. Hoàn cảnh của em đã được phát sóng trong chương trình Địa chỉ cho những tấm lòng nhân ái và nhận được sự chia sẻ ủng hộ của các nhà hảo tâm. Thay mặt các nhà hảo tâm, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đã trao số tiền 15 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng cho gia đình em. Đây là lần thứ hai gia đình em nhận được số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm thông qua quỹ Tấm lòng vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trước đó, nhân dịp này vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đã thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền 10 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên.